Milatheo xin chào tất cả các bạn. Câu mà tôi vừa nói như chắc là các bạn cũng đã biết rồi, đó là câu chào thông dụng nhất mà người Hàn thường gặp nhau và thường nói với nhau, như một câu dịch ra tiếng Việt của chúng ta là xin chào với tất cả các đối tượng. Từ đầu đến nay thì các bạn đã được học rất là nhiều về phát âm rồi là chữ cái tiếng Hàn và một phần của ngữ pháp rồi. Thế nhưng mà trong bài của chúng ta thì chưa lần nào có các cái phần về chào hỏi để các bạn có thể học. Thế và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách chào hỏi của người Hàn như thế nào. Thế và trước tiên đi vào phần chào hỏi thì chúng ta sẽ học một cái gọi là một cái hệ từ trong tiếng Hàn đó. Khác với động từ hành động hay là các cái tính từ thì chúng có thể đứng được độc lập trong câu. Thế còn cái hệ từ này thì nó thường đứng đằng sau danh từ và có chức năng làm là vị ngữ, và thường được sử dụng trong các cái câu định danh. Mà có thể là chúng ta nếu như mà nói thành công thức đấy thì chúng ta có thể nói là ví dụ như là A là B, thì chúng ta sẽ khi đó chúng ta sẽ dùng cái hệ từ y tà như thế này. Thế và y tà khi kết hợp với cái đuôi kính trọng mà chúng ta muốn thể hiện cái sự kính trọng của mình đối với người đối diện, thì chúng ta sẽ ghép vào thì nó sẽ trở thành là im đi tà. Với trong các cái ví dụ cụ thể thì các bạn có thể nhìn như sau và các bạn đọc theo tôi nhé. Trở nên Lê Tuấn Anh im nì tả. Tôi là Lê Tuấn Anh. Đó là một cái câu giới thiệu đơn giản nhất khi mà các bạn gặp một ai đó và muốn giới thiệu tên của mình. Trở nên thì như các bạn chắc vẫn các bạn vẫn còn nhớ trong bài trước, chờ là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và là cách nói với người mà mình muốn kính trọng, và nên là cái tiểu từ đứng đằng sau đại từ nhân xưng để chỉ ra rằng cái danh từ đại từ nhân xưng đứng đằng trước nó là chủ ngữ trong câu. Tiếp theo câu thứ hai tương tự như vậy, các bạn chỉ có thay tên thôi. Trở nên hương nghỉ tả. Trở nên hắc sen nghỉ tả. Hắc sen là học sinh. Hắc sen, các bạn thấy nó cũng cái âm của nó hơi giống tiếng Việt của chúng ta đúng không? Đây là một từ xuất phát từ tiếng Hán, thế cho nên là nó còn lại cái âm giống nhau, và tiếng Việt của chúng ta cũng chính là tiếng Hán Việt ạ. Tôi là học sinh. Ở trong tiếng Hàn thì họ không phân biệt rõ học sinh và sinh viên như ở trong tiếng Việt của chúng ta. Nói là học sinh thì có thể hiểu là học sinh từ phổ thông cho đến đại học thì người ta cũng vẫn dùng học sinh. Và nếu cố để phân biệt như tiếng Việt là sinh viên đấy, thì họ sẽ thêm một cái từ là the học sinh. The có nghĩa là đại. Trong tiếng Hán, đại tức là đại học. Thế còn nếu như chúng ta nói là the học sinh thì để phân biệt cho nó rõ, khi mà chúng ta muốn hiểu rõ đây là học sinh hay là sinh viên ấy, thì các bạn có thể cho chữ the học sinh vào thì sẽ phân biệt được rõ ràng đó là sinh viên đại học. Thế và một ví dụ đơn giản nữa đó là computer im nì tà, đây là máy tính. Nhân pin im nì tà. Nhân pin im nì tà. Nhân pin là bút chì. Bút chì, tôi đọc lại một lần nữa. Nhân pin im nì tà. Và check im nì tà. Check im nì tà. Check là quyển sách. Đây là những cái ví dụ rất là đơn giản của cái hệ từ là như vậy. Thế và các bạn có thể sử dụng nó để giới thiệu mình hay là nói với một ai đó về nói về một cái đồ vật nào đó, giới thiệu nó một cách đơn giản là như vậy. Là kết hợp với cái đuôi kính trọng im đi tà thì sẽ trở thành im đi tà. Tiếp theo chúng ta sẽ học sang phần chào hỏi. Như các bạn nhìn thấy ở trên bảng thì in sa ha ki có nghĩa là chào hỏi. Ki ở đây tôi đã danh từ hóa nó lên, bởi vì tôi muốn sử dụng nó là một cái đề mục, thì cho nên là tôi đã phải danh từ hóa nó lên. Thế còn động từ nguyên dạng của nó sẽ là in sa ha tà. Chắc là các bạn đã biết là tôi đã giới thiệu về cái tà này rồi trong các buổi học trước. In, xin lỗi các bạn.
sẽ tính lại như sau. Tiếp theo tôi xin giới thiệu cái cách chào mà để tỏ sự kính trọng cao nhất với những cái người mà thứ nhất là lần đầu tiên chúng ta gặp này, hay là những cái người mà có cái chức vị cao, ví dụ như là một giáo sư trong trường đại học chẳng hạn, hay là một ông giám đốc nào đấy của một cái công ty rất là lớn chẳng hạn, mà lần đầu tiên chúng ta chào họ, lần đầu tiên chúng ta gặp họ, thì chúng ta phải dùng cái cách chào cao nhất, ở mức kính trọng cao nhất. Thì khi đó chúng ta sẽ nói là 안녕하십니까, 안녕하십니까. Câu này các bạn nhớ 안녕하십니까. Thế còn câu thứ hai, mà câu thông dụng nhất mà tôi thường nói với các bạn đó, và cũng là cái câu thông dụng nhất mà người Hàn thường dùng, đó là 안녕하세요, 안녕하세요. Câu này cũng thể hiện sự kính trọng đối với người đối diện, thế nhưng nó lại được nói với một cái sắc thái có thân thiện hơn so với cái câu đầu tiên này. Câu đầu tiên thì nó có vẻ là hơi cứng nhắc một chút, và nó dùng trong những cái trường hợp mà rất là trịnh trọng đó. Thế còn câu thứ hai, 안녕하세요 là cái cách dùng chào rất là thân thiện và vẫn cứ tỏ ra được thái độ kính tôn trọng của mình, kính trọng của mình đối với người đối diện. Đó là hai cái cách dùng. Tôi nói lại và các bạn đọc lại cho tôi nhé. 안녕하십니까, 안녕하십니까 và 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕 ở trong tiếng Hán, nếu mà dịch ra tiếng Việt của chúng ta thì có nghĩa là an ninh, tức là mạnh giỏi đấy ạ. Thế nếu như mà dịch sang thuần sang tiếng Việt thì có nghĩa là mạnh giỏi. Và khi người ta chào nhau thì người ta như là một cái câu là anh có mạnh giỏi không, hay là ông có được mạnh khỏe hay không. Đó thì đó là cái cách chào của người ta là như vậy. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách chào khi tạm biệt. Thế nhưng ở trong tiếng Hàn nó lại phân ra làm hai loại, là khi chúng ta đi mà chúng ta chào người ở lại thì chúng ta sẽ chào một cách khác, hoặc là khi chúng ta là người ở lại và chào khách của chúng ta, người ta đi về, thì chúng ta sẽ lại có một cách khác. Thế cho nên hai cái cách này thì các bạn phải nhớ. Và với trường hợp là khi các bạn chào tạm biệt với cái người ở lại, tức là chúng ta là người đi đấy ạ, thì chúng ta sẽ nói là 안녕히 계십시오, 안녕히 계십시오. Đó là cái cách nói kính trọng cao bậc cao nhất, tương đương với cái câu là 안녕하십니까, thì tương đương với nó cái cách kính trọng cao nhất. Và khi chào tạm biệt là 안녕히 계십시오. Thế còn tương đương với từ 안녕하세요 là từ 안녕히 계세요, 안녕히 계세요. Nếu phân tích ngữ pháp ra thì theo các bạn thấy ở đây có hai cái giống nhau, đó là từ 안녕 đúng không ạ? Nguyên thể của nó là 안녕하다. Nguyên thể của từ này là 안녕하다. Thế nhưng ở đây nó đã biến thành phó từ, thế thì cho nên là nó sẽ biến đổi thành 안녕히, 안녕히. Và kê ở đây, cái kê mà các bạn nhìn từ cái từ kê các bạn nhìn thấy ở đây đấy ạ, thì nó chính là từ itta mà ngay sau dưới đây chúng ta sẽ học, có nghĩa là ở. Nhưng mà itta thì ở thì sẽ dùng với cái trường hợp thông thường, còn kê ở đây là khi chúng ta muốn bày tỏ sự kính trọng với người khác thì chúng ta sẽ dùng là kê. Kê đồng nghĩa với itta là ở, thế nhưng mà ở mức độ kính trọng hơn. 안녕히 계십시오, tức là chúng ta như đây một lời chào và như là một lời chúc, là chúc anh hay là chúc ông ở lại mạnh giỏi, ví dụ là như thế, thì chúng ta có thể phân tích là như vậy để chúng ta có thể dễ nhớ. Và tương tự như vậy thì với cái trường tương với cái câu 안녕하세요, các bạn cũng có thể chào một người nào đó mà chúng ta để thể hiện cái sự thân mật và vẫn kính trọng người ta, thì chúng ta có thể nói là 안녕히 계세요, xin ông hãy ở lại mạnh giỏi. Tiếp theo đó là cách chào mà khi chúng ta là người ở lại, chúng ta là ví dụ như ở trong trường hợp chúng ta là chủ nhà chẳng hạn, và chúng ta chào khách để khách đi về chẳng hạn,
thì chúng ta lại nói rằng chúc ông đi mạnh giỏi, chúc ông đi may mắn, ví dụ như thế. Thì đây nó có một cái câu là Annyeong hi ka sip sio. Annyeong hi ka sip sio. Annyeong hi cũng tương tự như vậy, đó là phó từ Annyeong ha ta, và chuyển sang phó từ thì nó sẽ là Annyeong hi. Còn ka ở đây có nghĩa là đi. Ka có nghĩa là đi, và các bạn thêm cái đuôi sip sio này vào là đuôi thể hiện sự kính trọng cao nhất đấy ạ. Thì có nghĩa là chào với trường hợp là chào người đi, chào tạm biệt. Thế và tương tự đương với câu Annyeong haseyo là câu Annyeong hikaseyo, vẫn tỏ sự kính trọng nhưng ở mức thân mật hơn một chút. Bây giờ tôi xin đọc lại toàn bộ 6 cái câu chào này và các bạn đọc theo tôi nhé. Annyeong hasimnika. Annyeong haseyo. Annyeong hikaseyo. Annyeong hikaseyo. Annyeong hi gaseyo. Annyeong hi gaseyo. Đó là 6 cách chào mà các bạn vừa được học. Thế và có một câu nữa mà người ta cũng rất hay dùng thay cho lời chào, mà khi mà ví dụ hai bên gặp nhau đối diện và khi mà cùng bắt tay nhau chẳng hạn, thì người ta thường nói là 처음 뵙겠습니다. Tức là khi chúng ta gặp một người, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt người đó đấy, thì chúng ta nói là như vậy. Lần đầu tiên gặp, rất vui vì lần đầu tiên đã được gặp anh chẳng hạn, thì chúng ta nói là 처음 뵙겠습니다. 처음 ở đây có nghĩa là đầu tiên, lần đầu. 처음 là lần đầu. 뵙겠습니다 thì bạn có thể là sau này tôi sẽ giải thích rõ với các bạn hơn. Tại vì bây giờ mà nói luôn thì các bạn sẽ dễ bị lẫn lộn. Có cái từ pota này, nguyên dạng của nó là pota, tức là gặp hoặc là xem đấy. Thì nguyên dạng của nó là pota, thế nhưng mà để lại từ kính trọng thì lại thêm chữ y và chữ piệp vào nữa thành bệp tà. Thế và cái cách dùng của người ta là 처음 뵙겠습니다, chào khi lần đầu tiên gặp mặt một ai đó. Câu thứ hai cũng rất là hay dùng, đó là 만나서 반갑습니다. 만나다. Câu này động từ nguyên dạng sẽ là 만나다. Các bạn, tôi sẽ dùng một cái màu cho nó dễ nhìn hơn. Nguyên dạng của nó là manata. Thế nhưng mà kết hợp với nó ở đây có từ sơ, đúng không các bạn? Đấy là một cái cấu trúc câu có nghĩa là vì. Thế nhưng mà sau này chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn sau, trong các cái bài tiếp theo. Còn hôm nay thì các bạn cố gắng học thuộc những cái mẫu câu như này, coi đây là những cái mẫu câu mà chúng ta học thuộc lòng. Và đó cũng cái đó cũng rất là giúp ích cho các bạn sau này, khi mà các bạn nói các bạn sẽ có thể phản xạ được nhanh hơn. Thì những cái bài học đầu tiên ấy, những cái mẫu câu đầu tiên chúng ta cứ nên học thuộc lòng đã. Phan cấp sừng người ta là từ thứ hai, đó là phan cấp tà, có nghĩa là hân hạnh. Và chúng ta thêm cái đuôi sừng người ta vào để tỏ lòng kính trọng đối với người đối diện. Thế và cả câu của nó là 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Rất hân hạnh được gặp ông hay là gặp bà. Một lần nữa tôi sẽ đọc lại hai cái câu này và mời các bạn đọc theo tôi nhé. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Đó là những cái câu chào lịch sự mà người Hàn người ta thông dụng nhất, thường dùng. Thế còn đối với những cái bạn bè ngang tuổi đấy ạ, mà ở cái mức quan hệ rất là thân thiết rồi, thì khi chào thì người ta chào như thế nào? Các bạn có thể thấy ở đây cái từ an niên, lúc đó chúng ta chỉ cần an niên thôi là được. Nếu mà với trường hợp là những người là ví dụ như là bạn cùng lớp chẳng hạn, hoặc là
quan hệ nó đã rất là thân thiết rồi, thì chúng ta chỉ cần khi chúng ta gặp gần nhau, người ta chỉ cần annyeong như thế thôi, cũng là chào nhau rồi. Vậy thì mời các bạn tiếp tục, chúng ta chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là các cái trường hợp, những cái đại từ thay thế mà nó là cái tổ hợp của cợt và là đại từ thay thế cho các sự vật và sự việc, là các đại từ chỉ định như là y hay là cờ, xin lỗi các bạn, y hay là cư hay là chờ, tức là tương đương với nó có các nghĩa là này hay là đó hay là kia, và nó luôn luôn đứng trước cái danh từ mà nó sẽ bổ nghĩa cho ở đằng sau. Các bạn nhìn trên bảng và tôi có những cái ví dụ cụ thể như sau. Y cợt xì, như tôi đã nói với các bạn ở bài trước rồi, hai cái chữ y này giống nhau, thế nhưng chúng lại có cái ngữ nghĩa và cả về mặt ngữ pháp thì cũng khác nhau. Y đứng ở đằng trước chữ cợt, cợt thì có nghĩa là cái rồi đúng không các bạn? Y đứng trước cợt thì có nghĩa là này, này, y cợt cái này. Thế và y đứng đằng sau cợt này thì nó lại là một gì nhỉ? Một tiểu từ để thể hiện rằng cái từ y cợt này nó là chủ ngữ ở trong câu. Và muốt có nghĩa là gì, imnika thì trong đó có y tà có nghĩa là là. Thế và imnika này nó là cái đuôi từ nghi vấn của câu nghi vấn và thể hiện sự kính trọng. Các bạn đọc cả câu theo tôi nhé. Ikasi muosimnika, ikasi muosimnika, cái này là cái gì? Một cái câu hỏi rất là đơn giản. Và câu trả lời, ikasun cheksangimnita, ikasun cheksangimnita, ikasun cũng là cái này. Thế và các bạn thấy rằng ở đây tôi đã dùng là không, tôi không dùng là ikasi mà là ikasun. Sun ở đây người ta sẽ dùng khi mà người ta muốn nhấn mạnh cái chủ ngữ đó. Tôi muốn nhấn mạnh là cái này này, cái này này là cái bàn. Check sang có nghĩa là cái bàn. Igor Sun check sang imnita, cái này là cái bàn. Câu tiếp theo, Kugor Sun muosimnika, Kugor Sun muosimnika, Kug tức là để chỉ cái đó, tức là một cái mà ở đằng xa hơn cái này. Cái này tức cái mà tôi có thể trực tiếp tôi chỉ vào nó. Còn cái đó tức là cái mà ở một cái chỗ nào đó, ở một đằng xa mà tôi chỉ có thể nhìn thấy thôi chẳng hạn. Thì khi đó các bạn dùng từ cư, cư cợt sơn muốt xìm nịch tả. Thế và chúng ta có thể trả lời là y cợt sơn khá băng nghìm nịch tả, cái này là cái túi hay là cái cặp. Cái từ khá băng này chúng ta có thể dùng chung, người Hàn người ta thường dùng chung cho hai cái từ là cái túi hay là cái cặp sách, cặp đi học thì chúng ta đều dùng là khá băng. Y cợt sinh khá băng im nì ta, y cợt sinh khá băng im nì ta, cái này là cái cặp hay là cái túi. Tiếp theo các bạn đọc tiếp theo, y cợt sinh muốt xìm nì cả, một câu cũng giống tương tự như câu đầu, cái này là cái gì? Và tôi trả lời, chờ cợt sơn chăng môn im nì tả, chờ cợt sơn chăng môn im nì tả, chờ cợt sơn là cái kia, cái ở đằng xa kia, chăng môn có nghĩa là cái cửa sổ. Các bạn nhớ là cái chữ triệt ở đây, và tôi đã cố đọc nhấn mạnh để cho các bạn để gây cái sự chú ý cho các bạn đó, là đây là cái âm bật hơi, tức là chúng ta phải bật được hơi ra thì mới là đọc chuẩn. Chăng môn, chăng môn có nghĩa là cửa sổ. Chờ cợt sơn chăng môn nhìn nhỉ ta, chờ cợt sơn chăng môn nhìn nhỉ ta, cái kia là cửa sổ. Tiếp theo chúng ta có câu tiếp theo, tôi đọc và các bạn đọc theo nhé. Sơn ha mi muốt xin nhỉ ca, sơn ha mi muốt xin nhỉ ca. Sơn ham có nghĩa là tên. Thế nhưng mà nói cái từ tên ở cái mức độ kính trọng cái người đối diện, ví dụ như là trong tiếng Việt của chúng ta cũng có từ, ví dụ từ quý danh chẳng hạn, quý danh của ông hay là của bà là gì, thì trong trường hợp này người ta cũng dùng cái từ sơn ham này, cũng tương đương với cái nghĩa quý danh là tên, thế nhưng mà ở mức độ kính trọng hơn, tên của ông bà anh chị là gì.
Thế và khi tôi trả lời thì bản thân thân mình không bao giờ lại tự tôn trọng mình, tự đề cao mình lên cả. Thì tôi không bao giờ tôi trả lời là quý danh của tôi là cái gì đó, mà tự mình để tỏ cái sự tôn trọng người khác ấy, thì tự mình lại phải hạ thấp mình xuống một chút. Tức là tôi chỉ nói là tên tôi là, ví dụ trong cái ví dụ này là Y Xe Hiên thôi, chứ tôi không nói là quý danh của tôi là Y Xe Hiên, đúng không các bạn? Thế cho nên chúng ta sẽ nói rằng Chê Y-lim-ni Y-che Hiên Im-ni-ta. Tôi sẽ viết ra đây cho các bạn dễ nhìn. Ở đây chúng ta có Chê Y-lim-ni. Nếu như viết một cách đầy đủ, sử dụng một cách đầy đủ thì nó sẽ phải là Chờ Uy Y-rum. Chờ có nghĩa là tôi, và Uy có nghĩa là của. Uy có nghĩa là của, tên của tôi. Thế nhưng đây, ở đây cái đại từ sở hữu này nó đã được biến đổi thành chề. Chờ Uy biến đổi thành chề. Tên của tôi Chê Y-rim-i Y-che Hiên Im-ni-ta. Tên của tôi là Y-che Hiên. Các bạn đã nhớ chưa? Các bạn cũng có thể nói là chờ ơi cũng được. Thế nhưng mà đây là cách nói dài. Thế và người Hàn thì người ta rút gọn lại thành chữ chờ ơi, thành chữ chề. Chề Y-rim-i Y-che Hiên Im-ni-ta. Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ nói rằng Chê Sơn Ha Mi Y-che Hiên Im-ni-ta. Tôi không bao giờ nói rằng quý danh của tôi là gì. Các bạn phải tỏ sự kính trọng với người khác thì mình phải dùng những cái từ hạ thấp mình xuống một chút. Đó là cái cách nói của người Hàn là như vậy. Câu tiếp theo, tôi đã lấy cái ví dụ lấy chữ Y-rim bình thường thôi, tức là tự tên bình thường thôi, để khi các bạn hỏi với cái đối tượng là người hơn tuổi, hơn mình một ít tuổi thôi chẳng hạn, hơn mình vài tuổi thôi, hoặc là bạn bè ngang bằng phải lứa, thì chúng ta sẽ dùng câu là Y-rim-i mùeyo. Y-rim-i mùeyo. Y-rim tên ở mức độ bình thường. Thế mà mùa ở đây chúng ta ở trên các bạn thấy là mùa đúng không? Mùa có nghĩa là gì? Và cái mùa này chính là cái từ rút gọn của từ mùa cũng có nghĩa là gì. Và yêu thì chính là biến thể của y đà, là từ là đấy ạ. Thế nhưng mà tôi đã dùng cái cấp độ kính trọng là thấp hơn xuống một chút, tức là nó cũng tỏ có cái chữ yêu này cũng lã là cũng vẫn là tôn trọng người khác, thế nhưng nó ở cái cấp thấp hơn một chút thì các bạn có thể dùng là mua yêu. Cái này chúng ta sẽ học sâu tiếp trong cái phần của bài sau, thế cho nên ngày hôm nay các bạn cứ học thuộc đi ạ. Y-rim-i mùeyo chê Y-rim-i ra min eyo. Đây là trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta gặp một người hơn chúng ta độ 2-3 tuổi thôi, hoặc là bạn bè nhưng chúng ta vẫn muốn tỏ sự tôn trọng bạn đấy. Chúng ta dùng như vậy. Các bạn đọc lại theo tôi nhé. Y-rim-i mùeyo chê Y-rim-i ra min eyo. Và tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ học lại một lần nữa các cái hệ từ là y hay là cư hay là chờ, này, đó và kia. Nhưng ở đây chúng ta sẽ ghép với người và dùng trong những cái trường hợp là khi chúng ta hỏi ai. Các bạn nhìn ở trên đây thì tôi có viết một cái câu là y. Ví dụ như là y saram, tức là người này. Cư saram có nghĩa là người đó. Chờ saram là người kia. Thế và cái từ pun này thì cũng là với nghĩa là người, thế nhưng mà chúng sẽ dùng với những cái đối tượng mà mình muốn tỏ ra kính trọng đấy. Và trong những trường hợp đấy thì các bạn cũng ghép vào như từ saram thôi. Y pun có nghĩa là người này, hay là ví dụ như nếu như dịch của là tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta có thể gọi là vị này chẳng hạn, để tỏ sự kính trọng và tôn trọng người ta hơn đấy. Hoặc là cư pun, chờ pun, nuku imnika, người này là ai, người kia là ai, hay là người đó là ai. Hoặc câu ở cái mức kính trọng thấp hơn một chút thì chúng ta có câu nuku eo, nuku eo, người đó là ai, người đó là ai chẳng hạn. Các bạn hãy nhìn vào cái ví dụ cụ thể
đây. Rồi tôi đọc và mời các bạn đọc theo. 이 사람은 누구입니까? 이 사람은 누구입니까? Người này là ai? Và đây là tôi đã sử dụng 입니까 là cái cách hỏi cái đuôi câu kính trọng cao nhất đấy ạ. 이 사람은 누구입니까? 의사 선생님입니다. 의사 선생님입니다. 의사 có nghĩa là bác sĩ. Riêng từ 의사 có nghĩa là bác sĩ. Nhưng để kính trọng, đọc sự kính trọng bác sĩ thì người ta thêm cái từ đằng sau là 선생님. 선생님 nếu như các bạn dùng không là 선생님 thôi thì người ta sẽ hiểu đó là thầy giáo hay là cô giáo, tức là giáo viên nói chung. Và khi ở trong tiếng Hàn người ta không phân biệt như tiếng Việt của chúng ta là thầy hay là cô, mà người ta cứ gọi chung một cái từ là 선생님. 선생 dịch ra tiếng Hán đó, theo như tiếng Hán thì là tiên sinh. Thế còn nim là lại là một cái đuôi từ kính trọng, dùng để bày tỏ cái sự kính trọng với một ai đó. Thì khi mà người ta dùng đã gọi tên hay là chức danh của người đó, người ta của một người nào đó đấy, thì người ta sẽ gắn cái chữ nim ở đằng sau, có nghĩa là ngài. Ví dụ như dịch ra tiếng tiếng Việt của chúng ta thì có thể dịch là tiếng ngài chẳng hạn. Thế và ở đây thì để kính trọng, tỏ sự kính trọng với bác sĩ thì người ta dùng từ 의사 선생님 입니다. Ở đây là bác sĩ hay là người đó là bác sĩ. Tiếp theo tôi đã dùng từ 분 và cũng là đồng nghĩa với 사람. Thế nhưng mà ở cái mức độ kính trọng cao hơn. 그분은 누구입니까? Người đó là ai? 그분은 누구입니까? 한국어 선생님입니다. 한국어 선생님입니다. Người đó là thầy giáo tiếng Hàn hay là cô giáo dạy tiếng Hàn. 저분은 누구입니까? Người kia là ai đấy ạ? Người kia là ai? 저분은 누구입니까? 저분은 교수님입니다. 교수님입니다. Như các bạn thấy ở đây, 교수, 교수 có nghĩa là giáo sư. Thì ra tiếng Hán chính là giáo sư. Thế và người ta cũng gắn cái từ nim này vào để biểu hiện cái sự kính trọng đấy ạ. 저분은 교수님입니다. Đó là giáo sư. Ở trên là 선생님 thì là thầy giáo, thầy cô giáo thông thường thôi. Còn 교수 có nghĩa là giáo sư. Tiếp theo, ví dụ tiếp theo. 그 아가씨가 누구예요? 그 아가씨가 누구예요? 아가씨 có nghĩa là cô gái, chỉ một cô gái nào đó. Cô gái đó là ai? Và 누구예요 là cái mức độ kính trọng thấp hơn một chút. 제 동생이에요. 제 동생이에요. Các bạn còn nhớ không ạ? Cái 제 này chính là 저의. 동생 có nghĩa là em. Đó là em tôi đấy ạ. Đó là em tôi. 제 동생입니다. Và vốn dĩ của nó nhẽ ra phải là 저의 동생입니다. Thế nhưng ở đây tôi đã sử dụng cái từ người ta mà người Hàn người ta thường giản lược đi, người ta ghép vào thành một từ là 제. Và các bạn cũng nhận thấy ở đây có hai cái sự khác biệt, đó là 예요, 예요 và 이에요. Thực ra hai cái đuôi câu này chính là một. Thế nhưng với trường hợp là 누구 ở đây đó kết thúc bằng một nguyên âm thì chúng ta sẽ dùng luôn ghép vào là 이에, dùng từ 이에요. Thế còn ở đây là có vật chim tức là động từ. À xin lỗi các bạn, tức là phọ không phải là nguyên âm mà là phụ âm đấy. Khi kết thúc cái từ đằng trước nó là một phụ âm thì chúng ta sẽ phải để nguyên cái từ cái đuôi từ y thì xong là eo ở đằng sau. 제 동생이에요. Đó là em tôi. Và trong cái ví dụ tiếp theo. 이 사람이 누구예요? Người này là ai? 저의 친구예요. Ở đây thì tôi đã viết rõ ra để cho các bạn có thể nhìn thấy. 제 có nghĩa là viết tắt của 저의. Các bạn có thể nói hai cách. 저의 친구예요 hay là 제 친구예요. 친구 là bạn. 친구 có nghĩa là bạn. Đó là bạn tôi. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa tất cả các cái câu ví dụ trong trang này và các bạn cùng đọc theo tôi nhé. Hy vọng rằng các bạn có thể thuộc bài được ngay ở trên lớp.
이 사람은 누구입니까? 의사 선생님입니다. 그분은 누구입니까? 한국어 선생님입니다. 저분은 누구입니까? 저분은 교수님입니다. 그 아가씨가 누구예요? 제 동생이에요. 이 사람이 누구예요? 저의 친구예요. 제 친구예요. Mời các bạn chuyển sang phần tiếp theo. Phần này thì là một số các cái hệ từ mà chỉ địa điểm. 여기 có nghĩa là ở đây, 거기 có nghĩa là ở đó, và 저기 có nghĩa là ở đằng kia. Và 어디입니까? 어디 là đâu, ở đâu. 어디입니까 có nghĩa là ở đâu, và ở cái mức kính trọng thấp hơn một chút thì người ta dùng là 어디예요. Xin mời các bạn đi vào cái ví dụ cụ thể sau, các bạn đọc theo tôi nhé. 여기가 어디입니까? 여기는 서울입니다. 서울, cái liền này chúng ta sẽ luyến lên cái chữ nguyên âm y ở đằng sau. 서울입니다. 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 Các bạn đọc lại theo tôi. 여기가 어디입니까? 여기는 서울입니다. 여기 có nghĩa là ở đây. Và ca đứng đằng sau, đó là chữ để chỉ cái trong câu này thì 여기 làm chủ ngữ. Ở đây là đâu? Đây là đâu? Thế và trong câu trả lời tôi đã sử dụng 는 để nhấn mạnh cái địa điểm này. Đây là Seoul. 여기는 서울입니다. Thế và mời các bạn xem cái ví dụ tiếp theo. 거기 có nghĩa là ở đó. Ở đó là ở đâu đấy? 거기는 어디입니까? 거기는 어디입니까? 호치민 박물관입니다. 호치민 박물관입니다. Hồ Chí Minh chính là từ phiên âm của từ thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Bạc Môn Quan có nghĩa là viện bảo tàng. Viện bảo tàng đó là đằng kia, đó là viện bảo tàng Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ đọc lại câu này và các bạn đọc theo tôi nhé. 거기는 어디입니까? 호치민 박물관입니다. 호치민 박물관입니다. Đó là viện bảo tàng Hồ Chí Minh. Ví dụ tiếp theo. 저기, 저기 có nghĩa là ở đằng kia. Chỉ một cái vật hay là một cái địa điểm ở đằng xa. 저기는 어디예요? 저기는 어디예요? Các bạn lại thấy rằng 예요 này lại xuất hiện và nó đứng đằng sau cái từ mà kết thúc bằng một nguyên âm, đúng không các bạn? Các bạn nhớ nhé, nó sẽ là 예요 trong trường hợp trước nó là một nguyên âm, và nó sẽ làm i e o trong trường hợp trước nó là một phụ âm. Tôi sẽ đọc câu trả lời. 저기는 경복궁입니다. 저기는 경복궁입니다. Kiêng-búc-cung chính là một cái cung. Cung này tiếng Việt thì cũng là cung đấy ạ, cung điện đấy ạ, hay là cung của các cái nhà vua, các cái thời vua chúa, thời hoàng tộc mà ngày xưa ở các cái triều đình ngày xưa, mà bây giờ đây là một trong những cái cung cổ lâu đời và vẫn còn được đang được bảo lưu lại, nằm ở Seoul đấy. Và đây cũng là một cái địa điểm, một cái danh lam thắng cảnh mà khách du lịch nước ngoài thường đến thăm mỗi khi tới Seoul. Đằng kia là cung Gyeongbuk. Tiếp theo, câu tiếp theo. 공원이 어디예요? 공원이 어디예요? 공원 có nghĩa là công viên. Công viên ở đâu? Công viên ở đâu đấy ạ? 저쪽이에요. 저쪽이에요. Các bạn lại thấy xuất hiện ở đây. 저쪽이에요. 저 có nghĩa là kia và 쪽 là phía. Phía đằng kia, ở phía đằng kia. 저쪽이에요. 공원이 어디예요? Công viên ở đâu? 저쪽이에요. Ở phía đằng kia kìa. Câu tiếp theo. 집이 어디예요?
집이 어디예요? 집 có nghĩa là nhà. Nhà anh ở đâu? 집이 어디예요? 여기 근처예요. 여기 근처예요. 근처 có nghĩa là ở gần đây. Không nói chính xác là một ở một địa điểm nào. Thế nhưng mà nói là ở quanh đây, ở gần đây thì các bạn dùng từ 근처. 여기 근처예요. Gần đây. Đó là các cái cách dùng một số những cái hệ từ này, đó, kia và dùng ở trong những cái trường hợp khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác. Chúng ta sẽ chuyển sang học một cái từ mà sẽ dùng rất nhiều trong tiếng Hàn, đó là từ có và không. 있다 và 없다. 있다, 있다 thì nó vừa có nghĩa là có và nó sẽ vừa có một nghĩa nữa là ở. Ở đâu, ví dụ như ở nhà đấy thì khi đó các bạn cũng dùng cái từ này. Thế và ở đây thì tôi đã hết từ những cái từ mà nó đã kết hợp với cái đuôi kính trọng luôn rồi. Thế còn từ nguyên dạng của nó là 있다 và 없다. Tôi sẽ viết ở đây để cho các bạn có thể dễ nhìn. 있다 và 없다. Có và không. Rồi các bạn đi vào với ví dụ cụ thể. Các bạn đọc theo tôi nhé. 언니가 있습니까? 언니가 있습니까? 언니 có nghĩa là chị. Như tôi đã nói với các bạn một lần rồi, không biết các bạn còn nhớ hay không. 언니 có nghĩa là chị, thế nhưng sẽ dùng trong trường hợp nói với là, tức là mình, các bạn là các bạn nữ và nói với một người là nữ. Thế thì chúng ta sẽ dùng 언니. Còn khi mới các bạn là nam chẳng hạn thì các bạn sẽ dùng cái từ chị khác đi, tức là 누나. Khi đó từ chị sẽ là 누나. Trong cái bài, một hai bài đầu đấy, tôi đã lấy cái ví dụ và tôi đã nói về trường hợp này rồi. Không biết là các bạn còn nhớ hay không. Đây là 언니 cũng với nghĩa là chị, thế nhưng trong trường hợp là nữ. 언니가 있습니까? Bạn có chị không? 예, 언니가 있습니다. 예, ở đây có nghĩa là vâng. Thế và nó có thể có dùng là 네 hay là 예 đều được. Các bạn tùy các bạn thôi. Nó đều có nghĩa là vâng, hay là nếu như các bạn ở sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì có nghĩa là dạ đó. Tức là một cái câu trả lời khẳng định. 언니가 있습니다. Tôi có chị. Bạn có chị không? Vâng, tôi có chị. 언니가 있습니다. Câu tiếp theo, 동생이 있습니까? 동생이 있습니까? 동생 có nghĩa là em. Đây là chưa phân biệt là em gái hay em trai mà chỉ dùng từ em chung thôi. Thì chúng ta có từ 동생이 있습니까? Bạn có em không? 아니요, 동생은 없습니다. 아니요 có nghĩa là không. Đó là cái câu phủ định đấy. Tôi không có em. 동생은 없습니다. Ví dụ tiếp theo, 한국 친구가 있습니까? 한국 친구가 있습니까? Các bạn vừa mới học ở phần trên ấy, thì 친구 có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là bạn đúng không? 한국 친구 tức là bạn người Hàn Quốc. Bạn có bạn người Hàn Quốc không? 네, 한국 친구가, xin lỗi các bạn. 네, 한국 친구가 있어요. 한국 친구가 있어요. Tôi đã đọc nhấn mạnh để cho các bạn chú ý là cái từ 친구 là bật hơi, nên các bạn nhớ là phải bật được hơi ra. 한국 친구가 있어요. Vâng, tôi có bạn là người Hàn Quốc. Câu tiếp theo, 집에 있어요. 집에 있어요. 집 có nghĩa là nhà. Và ở đây cái 있다 này nó đã được sử dụng với, không còn với cái nghĩa là có nữa, mà nó đã trở thành nghĩa là ở. Và bởi làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được rằng đây người ta đang hỏi là bạn có ở nhà hay không, hay là người ta hỏi rằng bạn có nhà hay không. Chúng ta phải phân biệt được hai cái đó đúng không? Bởi vì đây là có từ nhà này, chip này, và 있어요 ở đây. Chúng ta sẽ phân biệt được cái điều đó dựa vào cái này. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái từ e, cái từ e mà đứng đằng sau cái từ chip này đó.
ê này là một phụ từ chỉ địa điểm hoặc là chỉ một cái mục đích đến nào đó của các bạn. Khi các bạn đi đến đâu đó thì cái trước cái từ ê đó có cái từ gì, tức là cái từ ê nó đứng đằng sau một cái danh từ chỉ địa điểm nào đó để nó chỉ cái mục đích đến của cái động từ đó, hoặc là nó chỉ rằng ở đang ở tại một cái địa điểm nào đó. Thì trong trường hợp này, chibe isseo, tức là bạn có nhà hay không. Thế còn nếu như trường hợp mà chúng ta muốn nói là anh có nhà hay không, anh đã có nhà riêng hay không hay chưa chẳng hạn, ví dụ thế, thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Khi đó các bạn sẽ nói là chibi isseo. Các bạn có hiểu không ạ? Khi đó chúng ta sẽ thay cái hệ từ đứng đằng sau thì cái chip này nó sẽ trở thành chủ ngữ trong câu. Thì khi đó chúng ta sẽ biết rằng ở đây người ta muốn hỏi rằng bạn có hay không, bạn có nhà hay không, chứ không phải là bạn người ta hỏi là bạn có ở nhà hay không. Đấy chính là cái tầm quan trọng của các cái hệ từ đứng đằng sau các cái danh từ trong tiếng Hàn, nó quan trọng như vậy. Thế cho nên là khi đặt câu thì các bạn nhớ là phải dùng cho đúng, đặt cho đúng những cái tiểu từ như thế này. Câu trả lời 네 집에 있어요. 네 집에 있어요, tức là vâng tôi có nhà, mời anh cứ đến, ví dụ như thế. Thế còn trong trường hợp này, nếu như bạn muốn trả lời rằng vâng tôi có nhà, tức là tôi đã mua nhà rồi, tôi có nhà riêng rồi chẳng hạn, thì chúng ta cũng trả lời là 네 집에 있어요. Chip đi giờ, tức là cái đuôi từ hệ từ đằng sau danh từ chip phải là y. Đó là cách dùng của các cái từ có và không, itta và opta. Bây giờ tôi xin mời các bạn chuyển sang một cái phần cuối cùng của bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đó là cách hỏi về địa điểm. Địa điểm ở đâu có nghĩa là từ, đó chính là từ oti. Trong một câu hỏi đó thì chúng ta cái cấu trúc của nó sẽ như sau. Oti, thế xong sau đó chúng ta cộng với một cái danh từ nào đấy, xong sau đó cộng với e và itta, thì chúng ta sẽ hỏi được cái câu hỏi là cái gì đó ở đâu. Trong trường hợp này các bạn xem ở trong cái ví dụ cụ thể như sau. 회사가 어디에 있습니까? 회사가 어디에 있습니까? 회사 có nghĩa là công ty. Thế và ca đứng đằng sau nó để chỉ là 회사 có nghĩa là chủ ngữ ở trong câu. 어디 có nghĩa là đâu, và như ban nãy tôi đã nói, e là cái tiểu từ đứng đằng sau để chỉ địa điểm đằng trước đó, nó là một cái địa danh hay là một cái mục đích đến chẳng hạn. Ở đây thì nó là chỉ địa điểm. OTA ở đâu, công ty của bạn có ở đâu. Thế và câu trả lời của chúng tôi là 회사가 서울에 있습니다. Ở Seoul, và sau Seoul thì nhất định là các bạn phải nhớ là có cái từ e này thì nó mới đảm bảo được cái nghĩa là chỉ ra cái địa điểm của nó ở đâu. 회사가 서울에 있습니다. Công ty của tôi ở Seoul. Và câu hỏi tiếp theo. 병원이 어디에 있습니까? 병원이 어디에 있습니까? 병원 có nghĩa là bệnh viện. 병원 và y là cái tiểu từ hệ từ để chỉ 병원, chính là chủ ngữ trong câu. Tôi xin đọc lại một lần nữa. 병원이 어디에 있습니까? Bệnh viện ở đâu? 병원이 저쪽에 있습니다. Bệnh viện ở đằng kia. Chắc các bạn vẫn còn nhớ cách đây một chút thôi, chúng ta đã học từ chốt rồi đúng không? Ở phía đằng kia, ở hướng hay là phía. 병원이 저쪽에 있습니다. Bệnh viện ở đằng kia. Tiếp theo. 집이 어디에 있어요? 집이 어디에 있어요? Nhà của bạn ở đâu? 있어요. Nó là cái, vẫn là cái từ động từ nguyên thể 있다 thôi, thế nhưng nó được dùng cái đuôi câu ở cái mức kính trọng thấp hơn một chút, thì các bạn nói là
집이 어디에 있어요? Thế còn nếu như trong trường hợp chúng ta muốn đổi sang là cái dùng cái cách kính trọng cao nhất thì các bạn nói như thế nào nhỉ? Rất là dễ đúng không các bạn? 집이 어디에 있습니까? 집이 어디에 있습니까? Thế, thế và khi trả lời chúng ta sẽ nói là 호치민시에 있습니다. Nếu chúng ta muốn dùng cách kính trọng nhất. Còn như trong trường hợp này thì tôi đã dùng từ 호치민시에 있어요. 호치민시에 있어요. Đây là cái đuôi câu mà sẽ sử dụng thường xuyên nhất trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thế còn những cái đuôi câu kính trọng như thế này thì chúng ta chỉ sử dụng cho những cái trường hợp trang trọng và gặp những cái người thực sự là mình phải kính trọng họ ở cái mức cao nhất thôi. Tiếp theo đó là câu 우체국이 어디에 있어요? 우체국이 어디에 있어요? 우체국 có nghĩa là bưu điện. Bưu điện ở đâu? 여기 근처에 있어요. 여기 근처에 있어요. Ở gần đây thôi. Bưu điện ở gần đây thôi. Trong trường đó thì các bạn trả lời là như vậy. Và tôi xin đọc lại một lần nữa. Các bạn đọc theo tôi tất cả các cái ví dụ của phần này nhé. 회사가 어디에 있습니까? 회사가 서울에 있습니다. 병원이 어디에 있습니까? 병원이 저쪽에 있습니다. 집이 어디에 있어요? 호치민시에 있어요. 우체국이 어디에 있어요? 여기 근처에 있어요. Các bạn đã rõ chưa? Thế và cũng như bài trước, tôi rất mong là các bạn sẽ nhớ học thuộc tất cả các cái mẫu câu mà chúng ta đã học trong bài. Đó là một cách tốt nhất để các bạn có thể học nhanh một cái ngoại ngữ, và nó sẽ tạo cho các bạn một cái thói quen, một cái phản xạ rất nhanh. Sau này khi mà người ta nói thì các bạn có thể bật được ngay ra một câu nói rất là trôi chảy, chứ nó không bị ngắc ngứ và vấp ở giữa chừng. Cách tốt nhất ngay từ đầu chúng ta học đó là học thuộc. Rất mong là các bạn ghi nhớ điều đó. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi học lần sau. Và của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Xin chào các bạn. 안녕히 가세요. Tôi đã chào các bạn như là các bạn là một người khách. Thế còn nếu như các bạn là họ đang những cái sinh viên đang ngồi trong lớp chẳng hạn, thì tôi sẽ là người phải đi ra ngoài lớp, và tôi sẽ khi đó tôi sẽ chào các bạn là 안녕히 계세요. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi lần sau.